Rồi ok, xin mến chào tất cả quý vị. Vâng, và mọi người thì hôm nay là em qua chỗ thị trấn Văn Giang của huyện Văn Giang. Lâu lâu rồi thì em cũng chưa làm mấy video gửi tới quý vị và mọi người trên kênh. Thì hôm nay qua chỗ nhà anh Mạnh, đấy là chỗ nhà bác Thoan đây thì em sẽ làm một số các cái video gửi tới quý vị và mọi người trên kênh Mạnh Bonsai. Vâng, thì quý vị và mọi người hãy đón chờ những cái thước phim mà tôi sẽ quay cho quý vị và mọi người. Ok. Cây này em nhìn thấy vẫn một cây chứ hai cây đâu anh? Hai đây. Nó khó phân biệt nhỉ? À. Một cây nhưng mà nó là hai em. Đây. Cái gì này? Cái gì là hai bên này, nhìn bên này biết rõ này. Bên này đây là anh, đây là thằng anh nó lớn, nó to mập này, rõ ràng này, đúng không? Trên đôi mắt nó đè đây. Thằng em này nó cọp, nó quặp mà thằng này nó đang bị nó quặp đè bẻ cái tay sau quặt đấy. Em chờ đây đây, nó ép cái tay này mà nó bẻ cái tay của sau rồi lại sau đấy dễ đổ. Cây xanh này của anh Mạnh ôm cái đôn này rất là lâu rồi.
Đây là tác phẩm nói là anh Mạnh anh rất là tâm đắc ưng ý. Tác phẩm một thời để nhớ trước cái triển lãm của thị trấn Văn Giang này. Tôi cũng quay cho quý vị và mọi người rồi. Anh ở đây nhá, anh phải đi cái nhá. Vâng, ok anh cứ đi đi ạ. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là đúng là khác xưa rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi sẽ quay thêm một số tác phẩm cho quý vị và mọi người xem. Đây là tác phẩm hoa nguyệt quế, một cây hoa nguyệt quế. Rồi ok em nhìn thấy rồi. Đấy, anh Mạnh anh đã chỉ cho một số các cái cây mà có thể đáng quay và nên quay gửi tới các anh em. Đây, giới thiệu với quý vị và mọi người đây là cây sa. Cây sa. Phần dễ dễ này. Và anh Mạnh thì cũng có một cái tác phẩm sung, một tí nữa tôi sẽ quay cho quý vị. Đây là cây chuối. Đây anh Mạnh có tác phẩm sung, tác phẩm sung dáng nghênh phong. Cây này đang ra rất là nhiều quả. Size box.